Ở bài tập trước chúng ta đã viết chương trình hiển thị danh sách user, thêm, nhập, sửa, xóa user, nhưng mà chúng ta đã không sử dụng database. Thì bài tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình quản lý user có sử dụng database. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo ra một cái database. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái database, mình sẽ đặt tên là demo server4. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái table là user. Trong cái table user này mình sẽ thiết kế như thế này. Đây là bảng thiết kế table user. Ở đây mình sẽ có là username, password, full name, vân vân. Để kết nối tới database thì đầu tiên chúng ta sẽ thêm thư viện SQL vào. Chúng ta sẽ thêm thư viện. Chúng ta sẽ chọn thư mục là library. Sau đó chúng ta sẽ add thư viện vào. Trong thư mục comment này thì chúng ta sẽ new một cái file Java class. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái file là database tiêu. Các bạn đặt tên là một cái class là database tiêu. Thì trong database tiêu này nó sẽ chứa những cái hàm liên quan tới kết nối database. Ở đây thì các bạn sẽ có những cái hàm kết nối tới database. Ở đây thì các bạn đã học trong môn Java 3 rồi. Kết nối tới database. Ở đây mình sẽ có username là XA và password là 123456. Ở đây thì bạn có thể sửa lại username và password database cho phù hợp với cái dự án của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ kết nối tới SQL Server. Tiếp theo trong cái package module này chúng ta sẽ tạo ra một cái là userdo. Chúng ta sẽ có một cái userdo rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class khác đặt tên là user1do. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là user1do cho nó khác cái bài userdo hôm bữa. Thì trong cái userdo này các bạn sẽ viết những cái hàm insert database. Ở đây thì chúng ta viết một cái hàm là insert database. Insert cho phép chúng ta là thêm dữ liệu vào ông database. Tiếp theo là update. Thì tương tự như insert thì chúng ta sẽ có một cái hàm là update. Đây là hàm update của chúng ta. Chúng ta update với username bằng. Ở đây là mình sẽ có username làm khóa chính. Với điều kiện là username bằng. Tiếp theo mình sẽ có hàm delete.
xóa một user với dữ liệu điền vào là một cái user này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết hàm là tìm kiếm theo ID. Đây là hàm tìm kiếm theo ID. Tiếp theo chúng ta sẽ viết hàm hiển thị tất cả danh sách user trong database. Đây là hàm hiển thị danh sách tất cả các user trong database. Rồi, tiếp theo. Các bạn vào trong file. User, view user. Chúng ta sẽ sửa từ cái view user trước. Các bạn vào trong view user. Trong cái view user này thì các bạn sẽ trong bạn sẽ nhập trước thông tin vào cái table là user. Đây ví dụ như mình sẽ nhập thêm vô. Ở đây mình sẽ có hai trường dữ liệu. Trong cái trang user.jp này thì chúng các bạn sửa lại chỗ này. Ở đây chúng ta sử dụng là user1do. User1do bằng new user1do. Ở đây chúng ta sẽ add vào các thư viện là user1do do.getOn và chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Thì ở đây các bạn thấy mình đã hiển thị được hai user từ database lên trên màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ viết sự kiện cho thêm user. Các bạn vào trong file User Select. Đây là các file User Select. Trong phần lưu, ở đây mình sẽ là Save or Update. Thì chúng ta sẽ viết lại đoạn này. Đây các bạn. Ở đây mình sử dụng là user1 save update. Thì các bạn thấy ở đây mình sẽ bị lỗi cái hàm này. Mình sẽ comment lại. Cái này mình sẽ gọi hàm. Mình sẽ viết hàm if này thôi. Ipdo này chấm file tìm kiếm, nếu mà nó sẽ bằng null đó. Bằng null có nghĩa là mình không tìm thấy, không tìm thấy thì mình sẽ gọi cái hàm insert user và ngược lại thì mình tìm thấy user thì mình sẽ update user đó. Tiếp theo list này là
tìm kiếm user thêm ID. Rồi delete thì các bạn sẽ gọi cái hàm như thế này. Rồi ok, và chúng ta sẽ chạy thử chương trình bằng bấm chuột phải, bấm run file, thêm user tèo nv tèo 123 Nguyễn Văn Tèo. Sau đó mình sẽ hiển thị user. Thì các bạn thấy user của chúng ta đã được hiển thị lên trên màn hình. Và các bạn có thể test thử trong database. Đây bạn thấy này, mình sẽ có là tlnv. Tiếp theo chúng ta sẽ sửa. Mình cho thêm là 55 55 55, giới tính là nữ, submit. Sau đó mình bấm display. Thì đây mình thấy thì chúng ta, dữ liệu của chúng ta đã được sửa và xóa database. Dữ liệu của chúng ta đã được xóa và chúng ta test thử lại trong table. TLNV đã được xóa. Thì đây là chương trình của chúng ta sử dụng là kết nối tới database và thêm nhập xóa sửa user trong database.